lớp trưởng em rảnh không? Dạ sao vậy thầy? Ui là trời, hôm qua thầy đi họp ở trên sở á, cái công thầy trường kia á, ổng nói hả có cái đề này không ai làm được đâu, mà thầy đó giờ không ngán ai hết trơn nên thầy nhanh miệng nói thầy làm được. Vậy làm đi thầy, chứ không trùng quê sao thầy? Thì vấn đề là thầy đâu có làm được đâu nên thầy mới nhờ em nè. Rồi hiểu, thôi thầy yên tâm đi, cứ để em. Thầy chụp đề để trong máy này nha. Dạ. Cả trường này trông cậy vô em thôi đó. Cô kia tên gì? Su Cà Na. Tóc tay gì kỳ mai cắt đàng hoàng cho tôi đó. Anh kia, cháu cái gì tôi thấy hết rồi, mang đồ ăn lên lớp chừng 2 điểm. Chị Tèo thì không bắt âm giùm nữa chứ. Đưa đây cho tôi, lên lớp mà xài điện thoại hả? Tịch thu. Cô, điện thoại thì Tèo chứ không phải của em đâu cô. Lý do lý cháu cũng được quá ha, đừng qua mắt ai. Mời phụ huynh lên, tôi quá rành mấy anh mấy chị rồi. Nói tiếp đi để coi còn trời nữa. Em có nói dối đâu cô, thầy Tèo thì em giải đề để trong máy mà cô không tin thì cô xem đi. Em nhìn tôi đi, mặt tôi dễ giải quá hả? Ba cái chiêu con nít thì mà cũng bày đặt hả? Qua mặt tôi. Thiệt mà cô đưa điện thoại lại cho em đi cô, liên quan tới mặt mũi của trường mình lẫn đó cô. Giờ mau á, em phải học hành đàng hoàng mà chơi điện thoại trong lớp. Mặt mũi lớn vậy tôi mất cần đâu. Ủa này, bài làm tới đâu rồi? Dạ thầy, em chưa làm xong bài, cũng không giữ điện thoại của thầy luôn mà. Mũi lớn vậy tôi cực. Nói vậy. Nè đi, để thầy đi kiếm bà. Mặt mũi nhà trường cô nói đi cần hay là không cần? Dạ cần. Oh my god, thầy luôn có xin lỗi thầy. Làm dễ việc người ta. Nè à, please. Later. Alo, tôi làm ga rồi nha. Nói cho ông biết cái đệ em cho dễ như cháo vậy. Dạ lớp, hôm nay trường mình đăng ký thi văn hay chữ tốt, ai thích thì tham gia nha. Văn hay chữ tốt, thầy này có tao. Cho cả lớp một tiết nha, ai làm xong thì gom lại để nộp cho tôi. Ê nụ, mày viết xong rồi hả? Tao cũng xong rồi, để tao nộp cho. Ờ, cảm ơn nha. Có gì đâu, bạn nghĩ nhau thôi. Có kết quả kỳ thi rồi nha. Nhất á, quả nhiên vẫn là Su Cà Na của lớp mình. Nga viết văn rất hay nha. Nội dung như đã mùa xuân á, rất là sinh động. Lời văn á, thì bay bổng, đọc là bánh cuốn. Mùa xuân, bài mình viết mà. Nàng phải thật cố gắng nha. Tháng sau là thi thành phố rồi đó. Phải thể hiện thì là tốt. Dạ, cô yên tâm đi. Ủa Nga, cái bài văn tao viết á, mày viết được. Mày biết là Nàng rõ ràng của tao. Chủ đề y chang mà mày còn kêu là mày viết nữa. Hắc cười ghê, chủ đề giống nhau của mình mày viết được chắc. Có mấy người là không được cứ rồi đổ thừa người ta, mổ ha. Mày không nhận cái gì? Ok. Chuẩn bị cho bài học nha. Cô ơi, cô để Na giảng cái nội dung đoạn này được không cô? Cả lớp đều muốn học theo Na. Na giảng sơ cái nội dung và mẹ học trong bài đi. Coi, dạ, nước tương khoai nè. Em nói sơ cái nội dung với mẹ học thôi chứ có cái gì đâu mà nó bắt không vậy với bạn. Không phải đâu cô. Để em giải thích giúp bạn đoạn này là miêu tả cảnh núi non, đồng thời muốn nói là mực mà sập mực gà thì rất là ngon à. Nói chúng ta là dù điều kiện có khó khăn đến mấy thì chỉ cần mình cố gắng cũng chưa chắc là mình làm được. Đoạn ý đoạn này là vậy à. Sao em không tích rõ bây giờ? Nghe nói cho em biết hả? Sao mà không biết được cô? Bài này em biết mà. Nghe đổ bài thi của em thì có. Cô nghe nói đi, có phải em biết không? Em sai rồi cô. Được lắm, em là nhất rồi, mời phụ huynh gặp tôi. Rồi sau đó thêm một cái đường trả thù vô. Sao tiết này dài dữ bay, chưa hết tiết nữa. Hả? Hết tiết rồi mà ta. Sao chú không kêu vậy? Hết tiết rồi, hết tiết rồi đó. Rồi xong giải thêm chân mày nữa. Nói với cô đi. Nói đi, nói đi. Hết tiết rồi. Hết tiết rồi. Cái gì vậy? Tính hết. Sao vậy? Ồ gì vậy? Dạ cô, tính nó là hết tiết rồi. Hả? Hết tiết rồi á? Sao không nghe tiết chung vậy? Sắp tới tiết sau luôn rồi cô. Ủa là trời, hết tiết thiệt rồi. Phần còn lại mấy em làm bài tập về nhà nộp cho tôi nha. Mang lớp. Ủa là trời, cuối cùng cũng hết tiết. Rồi tập trung tới giờ học rồi đó. Lên nữa. Hôm nay Trung bị hư cho nên nghe đỡ tiếng Trung trống đi nha. Cả lớp vô học. Sao lớp có mùi lạ vậy? Cả lớp đóng tập sách lại rồi bốc kỳ lên trả bài hôm qua. Hả? Toại ngồi qua nó chơi không có học gì đâu.
nào cũng vậy nè. Bài hôm qua như núi còn trả bài nữa chứ. Cái gì nữa? Ủa cô, em nhớ đâu có bài gì đâu cô. Đúng rồi đó, bài gì vậy cô? Hả? Không phải hôm qua có bài hả? Có dao hả cô? Chị không biết gì hết chưa. Thiệt là cô không có giao bài. Dạ đúng rồi đó cô. Em cũng không biết nè cô. Vậy chắc cô nhầm á. Không sao, vậy giờ cô giao. Mai trả bài nha. Day 2. Rồi hôm nay trả bài nha cả lớp. Trả bài gì đó cô? Dạ đúng rồi, tự nhiên trả bài gì vậy cô? Không ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu mấy cái đứa này. Hả? Cô quên dặn nữa hả? Đúng rồi đó cô có giao gì đâu cô. Phải không ta? Cô nhớ nhận chắc luôn. Vậy giờ cô giao, mai trả bài nha. Nè đi. Hả? Cô hay quên nên cô có ghi âm lại mà. Nè với tí, bắt đầu từ hai em trả bài tiếp đi.